đội tuyển Việt Nam sắp bắt đầu vào chiến dịch được dự báo là khó khăn nhất từ trước tới nay, vòng loại thứ 3 FIFA World Cup Qatar 2022. Những chiến binh sao vàng sẽ phải đụng độ với 5 đối thủ hàng đầu châu lục. Các đội bóng sở hữu những ngôi sao, thể hình vượt trội, tổ chức lối chơi bài bản và có kinh nghiệm qua nhiều giải đấu lớn của châu lục, thậm chí là World Cup. Do đó, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự chắc chắn sẽ phải làm việc hết công suất để vừa giúp các cầu thủ đảm bảo phong độ mà còn phải tính đến những lựa chọn phương án chiến thuật với những đối thủ mạnh. Ở hai trận đầu tiên, đoàn quân áo đỏ sao vàng sẽ lần lượt đụng độ với Ả Rập Xê Út và Australia. Hai đội tuyển đều đã dự kỳ World Cup 2018 trên đất Nga và chắc chắn là ứng viên cho hai vé vào thẳng World Cup 2022. Với không riêng gì trận Ả Rập Xê Út và Australia, đội tuyển Việt Nam sẽ hiếm có cơ hội được chơi chủ động như các trận đấu then chốt tại vòng loại thứ 2 vừa qua. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chỉ còn cách lựa chọn lối chơi phòng ngự chủ động và rình rập thời cơ ăn bàn. Một câu hỏi được đặt ra là huấn luyện viên Park sẽ vẫn trung thành với sơ đồ 3 hậu vệ hay chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. Sở dĩ người hâm mộ phải đặt câu hỏi này không hẳn vì một huấn luyện viên phải thay đổi một hệ thống đã vận hành quá ổn định trong gần 4 năm qua, mà vấn đề nằm ở nhân sự đội tuyển vào thời điểm hiện tại. Khi thời điểm trận đấu với Ả Rập Xê Út đã cận kề, huấn luyện viên Park Hang-seo phải đau đầu khi liên tiếp đón nhận những ca chấn thương mới. Đầu tiên, Đoàn Văn Hậu phải trở về Hà Nội FC do không kịp bình phục cho hai trận đấu vào tháng 9. Tiếp đó, đồng đội Thành Trung cũng dính chấn thương phải tập riêng cho buổi tập gần đây. Rồi mới nhất trong buổi tập chiều 25 tháng 8, đến lượt hai cầu thủ khác là Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng gia nhập nhóm tập riêng. Hiện tại, ban huấn luyện vẫn chưa tiết lộ về tình trạng chấn thương của bộ đôi kể trên. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lắng nghe ý kiến của các bác sĩ để đưa ra quyết định cuối cùng, chốt danh sách 25 cầu thủ tham dự hai trận đấu sắp tới. Vị trí trung vệ hiện tại chỉ gần như xác định được hai cái tên chủ chốt là Quế Ngọc Hải và Duy Mạnh. Tuy nhiên, sau 3 ca chấn thương của Thành Trung, Đinh Trọng và Bùi Tiến Dũng, đội tuyển chỉ còn Bùi Hoàng Việt Anh, Văn Thiết và Thanh Bình ở các vị trí dự bị. Cả ba nhân tố này đều chưa có kinh nghiệm thi đấu cho đội tuyển quốc gia và vòng loại thứ 3 vẫn là sân chơi quá tầm đặt niềm tin vào ba kép phụ trên. Do đó, ông Park và các cộng sự sẽ không có những vị trí dự bị đủ tin tưởng để thay thế các trụ cột. Chưa kể, việc các đối thủ có sự nghiên cứu rõ về đoàn quân áo đỏ cũng khiến ban huấn luyện phải có những sự toan tính. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã vận hành hàng thủ 3 người trong sơ đồ 3-4-3 rồi chuyển sang 5-3-2 quá thường xuyên. Và khi đổi phương án sang 3-5-2 ở các trận đấu vòng loại thứ 2 vừa qua, những nhược điểm về cự ly đội hình, sự liên lạc của các nhân tố phòng ngự lại để lộ ra. Vị trí 3 trung vệ cần có những cầu thủ giỏi bắt bài đối phương, giữ vị trí tốt, giỏi 1-1, đặc biệt là cầu thủ chơi ở vị trí trung tâm. Trung vệ này cần có khả năng đọc trận đấu tốt và mạnh dạn trong khâu bọc lót, đặc biệt phải là cầu thủ có tốc độ tương đối nhanh để lót kịp cho các đồng đội khi chống phản công. Đó chính là vị trí mà các cầu thủ dự bị không thể đem lại cho đội hình ông Park vào lúc này. Rõ ràng, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc có những lợi thế nhất định khi các trung vệ đều chơi trong hệ thống này ở các câu lạc bộ. Tuy nhiên, để đặt niềm tin vào một nhân tố chưa một lần ra mắt ở các trận đấu chính thức hẳn sẽ là canh bạc rất lớn. Do đó, ban huấn luyện có thể tính đến phương án sử dụng 4 hậu vệ như một hệ thống biến thể trong trận đấu hoặc khi vị trí trung vệ đối mặt với khủng hoảng lực lượng. Phải nói rằng, hệ thống này sẽ mang đến những thách thức lớn cho các tuyển thủ khi họ đã quá quen chơi với sơ đồ 3 trung vệ ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Dù vậy, phương án này sẽ phù hợp khi huấn luyện viên Park muốn tăng cường khả năng tranh chấp hay kiểm soát ở giữa sân với hệ thống 4-5-1. Ngoài ra, ở hai vị trí biên, đội tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ chơi vị trí hậu vệ thực thụ như Hồ Tấn Tài hay Văn Xuân thích hợp với những sơ đồ này, nhất là khi đội tuyển thiếu đi một Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái. Bên cạnh đó, Hùng Dũng để lại một khoảng trống lớn ở khu vực giữa sân và có thể Duy Mạnh sẽ trở lại vị trí tiền vệ trung tâm như thời mới xuất hiện ở đội 1 Hà Nội. Điều đó chứng tỏ huấn luyện viên Park hoàn toàn có lý nếu như muốn chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ. Ông đã từng đề cập nhiều lần về những sự linh hoạt của đội tuyển quốc gia. Dẫu khó khăn, nhưng chiến lược gia Hàn Quốc hẳn rất kiên quyết nâng cấp lối chơi đội tuyển Việt Nam vì hiểu rõ đó là cách duy nhất để làm nên chuyện ở sân chơi lớn như vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó là chưa kể, ông và các cộng sự vẫn đang đầy ưu tư khi chứng kiến liên tiếp những thương binh của đội tuyển quốc gia trong thời gian gần đây. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền FPT và FPT Play.